Windows, Microsoft còn đang là ông kẹ trong một lĩnh vực vô cùng khó nhằn khác. Lần theo dấu vết hacker mũ đen, số tiền càng cao, trách nhiệm càng lớn. Lầu Nam Góc trao cho Microsoft bản hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, yêu cầu công ty công nghệ lớn nhất nhì thế giới này phải thay đổi bộ mặt của hệ thống điện toán đám mây cả nước. Bên cạnh đó giúp chính phủ Mỹ điều hành nó. Câu hỏi trách nhiệm xuất hiện, gánh nặng khổng lồ đè lên vai Microsoft. Liệu họ có thể đảm bảo sự an toàn cho Lầu Nam Góc trước sự công kích của những hacker giàu kinh nghiệm? những kẻ kiên trì nhất thế giới được chống lưng bởi những thế lực khổng lồ. Họ bị tấn công liên tục. Vào mọi giờ trong ngày, James Lewis, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho hay, Microsoft đành phải đấu tranh gay gắt với Amazon, đối thủ đáng gờm trong mảng điện toán đám mây để có được bản hợp đồng tỷ đô. Và thành công này đồng nghĩa với việc hệ thống thu thập tin tình báo của Mỹ sẽ được đổ dồn về Redmond, ngoại ô thủ đô Washington, nơi đặt trung tâm đầu não của Microsoft.